tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, kênh Cơ Khí SH. Hôm nay mình sẽ làm một bộ cửa cổng bằng sắt hộp mạ kém 4 cánh. Thì cái bộ cửa cổng ngày hôm nay mình làm là một mẫu không có gì là phức tạp hoặc là cảnh cả. Rất đơn giản nhưng vẫn đẹp. Sau khi hàn chắc rồi, nhiệt vào thường bị cong thì mình lại nắn lại. Nắn thì mình nắn thủ công như thế này. Kê hai đầu lên và nhắm nó xuống. Kiểm tra thấy phẳng thì thôi. Bản lề mình hay sử dụng là bản lề lá như thế này. Tất nhiên là không được đẹp bằng bản lề cối đâu. Trước thì mình cũng hay sử dụng bản lề cối, nhưng vì thấy bản lề cối họ tiện khít quá. Sử dụng lâu năm hay bị kẹp cứng và gãy gần mối hàn ấy. Thì anh em nào đã từng sửa rồi thì biết. Nếu hàn 3 bản lề, mình thường để các trục cao thấp khác nhau, để khi tháo ra sơn và lắp lại thì sẽ dễ dàng hơn. Theo yêu cầu của chủ nhà ấy, đơn giản và nhẹ, thì mình hàn cái khung bằng hộp 3x6, còn nan là 2x4, còn nan ngang là 13x26. Như thế là thừa mất 3 ly, nhưng mà cũng không sao. Nếu để làm bình thường ấy, thì mình hàn khung bằng cái hộp 4x8, còn nan ngang với nan dọc thì bằng hộp 2x4, thì nhìn thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn xem video nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho anh Cơ Khí SH.